không giữ được nhiều hạnh phúc cho em. Nhiều khi giọt ở đâu nước mắt em cứ rơi. Ở đâu hôm nay hình như hôm nay tôi có hẹn với anh thì sao phải hả? Thế sao không vào? Đừng rời xa anh. Tôi vào trong đấy được khoảng gần 1 tiếng. Tôi còn chiều nay còn chờ anh 4 tiếng cơ. Anh 4 tiếng nhưng mà ở nhà thì ông là cái ở đây công việc nó bận. Nhưng mà Nói gì? Này anh, tôi nói cho anh biết là anh xứng đáng bởi những điều đó. Không phải cuộc sống của anh mà anh phải trả giá về những điều đó. Vì đấy là cuộc sống mà anh đã làm cho tôi. Tôi không cần biết anh nghĩ cái gì cả, nhưng anh phải trả giá về những điều đó, anh nhớ chưa? Chẳng cái... Này đừng gọi tên tôi. Đừng gọi tên tôi. Chồng cũ của chị đấy, hôm nay là sinh nhật hắn ta và chị phải trả lại cho hắn những gì nỗi đau của chị hắn đã làm cho chị. Cười nhiều lên chị em, chúng ta lại phải cười liều lên. Hắn phải trả giá cho những hành động của hắn. Chắc chắn là sáng nay live stream vợ hắn ngày nào mà chả theo dõi Facebook của chị các em ạ. Chị nói để cho cái giá của hắn là phải trả. Bây giờ xin tiền chị đâu có dễ, xin tiền chị đâu có dễ. Cái giá của hắn là phải trả sẽ còn bằng nỗi đau nhiều hơn nỗi đau mà những ngày tháng chị ở bên tù nước ngoài đã gánh chịu. Thằng chó này phải trả giá nhiều hơn những gì mà hắn đã làm với chị. Thế này không đủ. Nhớ chưa, con vợ hắn nhất định là đã nhìn thấy Facebook. Hắn phải trả giá hơn nhiều hơn những gì đã làm với chị. Cuộc đời hắn là phải liếm dưới bàn chân của chị. Các em hãy nhìn chị mà xem. Loại chó này, những loại đàn ông phản bội gia đình ý, Phải liếm dưới chân chị, quỳ xuống xin tha thứ. Lúc đó với là cái mà ông trời mới mang đến cho chị, chứ không phải là tiền. Chị sẽ chờ đến ngày hắn phải quỳ xuống để xin chị cứu hắn. Chị rất khoát phải hạnh phúc các em ạ. Em thấy không, một rất là nhục khi mà sinh nhật lại còn phải xin tiền vợ cũ. Có nhục không, xin tiền cả vợ cũ, biết nhục rồi đúng không? Lại còn cuộc sống riêng tư của cô có cần phải lên Facebook không? Mày đáng giá phải trả điều đấy Tuấn ạ. À, mày đáng giá mày phải trả những điều đó. Hạnh phúc nhưng nỗi bất hạnh. Mày còn dám nói là có cần cái gì cũng lên Facebook không? Mẹ sợ cái gì mà giấu? Có gì sợ gì mà giấu các em? Chỉ có những thằng đàn ông khốn nạn mới phải giấu thôi. Còn chị chả cái gì phải giấu với thiên hạ cả. Nhục chưa? Hôm nay thì nhục thật rồi. Hôm nay thì lộ hết bản chất rồi nhá. Vì đau quá mà điên đấy. Xin tiền, suốt ngày đi xin tiền chị thôi. Nợ phải trả đi Tuấn ạ. Nợ là phải trả, vay là phải trả. Không thể chết được các em, chị là không thể chết. Các em có nhớ không? Ngày này của một năm trước,
chị đã từng bốc cứt ăn. Chị nói thật là cơm thiêu khác gì cứt đâu. Khát nước quá còn phải uống nước ở bồn cầu. Đến hôm nay sinh nhật hắn, cái giá phải chịu là sự nhục nhã của chị. Chị sẽ sỉ nhục hắn bởi những đồng tiền. Hôm nay nhục thế, ngồi chờ chị một tiếng à, ăn thua gì? Ngồi chờ chị một tiếng để xin tiền ăn thua gì? Thằng chó này phải trả giá nhiều hơn. Một tiếng ngồi chờ chị để xin tiền đúng là nhục, sẽ phải trả giá nhiều hơn. Một tiếng nó bảo ngồi chờ chị một tiếng, các em có nghe thấy không? Nó bảo các em có nghe thấy cuộc hội thoại của chị với hắn không? Ngồi chờ chị một tiếng để xin tiền đúng là nhục. Mẹ, thế này vẫn phải trả thù vẫn còn ít bằng những nỗi đau mà chị đã từng gánh. Những nỗi đau mà trong nhà tù năm đấy chúng nó đánh chị, bởi vì chị đã gánh nợ cho hắn mà hắn về nước. Suốt cuộc đời chị sống để trả thù, để trả thù con người khốn nạn như vậy. Hôm nay là sinh nhật hắn, vậy là một năm chị đã thành công. Một năm chị đã thành công. Để đến giờ này hắn phải xin tiền của chị, không phải là thành công sao? Vãi luôn. Buồn không? Hello. Phải luôn hạnh phúc các em nhé. Phải luôn hạnh phúc. Hôm nay chị đã trả thù được rồi. Trả thù được rồi. Sao lúc trực tiếp lại gọi điện cho hắn nhỉ? Lúc gọi điện cho hắn là lúc mà sỉ nhục hắn nhất. Thằng chó này. Ngồi chờ một tiếng. Chờ tao một tiếng ăn thua gì so với bao nhiêu năm tao chịu khổ cực. Nhiều khi là phải giả vờ ngáo ngơ các em ạ. Để sử nhục những cái thằng ấy, tỏ ra thông minh quá sẽ bất lợi. Tỏ ra thông minh quá sẽ bất lợi. Hãy trở vờ ngáo ngơ khi cần thiết, và sẽ là một kẻ ngáo ngơ khi cần thiết. Hôm nay thì hắn bị nhục rồi. Hôm nay chị trả thù được hận rồi. Và giao nhị đúng là không phải. Rõ ràng là chị đã trả thù được đấy, nhưng chị không hạnh phúc. Chờ mình một tiếng để xin tiền đấy. Nó chờ chị một tiếng để xin tiền đấy. Thằng chó này. Mẹ kiếp, đã lấy vợ rồi còn xin vợ cũ chồng. Đã có vợ rồi vẫn còn muốn xin vợ cũ tiền. Mẹ, mày cứ tưởng tao ngu mãi. Tao ngu vì yêu mày, vì các con của tao thôi. Còn khi đã là cục cứt rồi thì mãi là cục cứt. Còn khi đã là cục cứt rồi thì chỉ là cục cứt thôi. Còn không ai biết sự thật về mày những ngày tháng mà mày đối xử với tao đâu. Không bao giờ biết được những ngày tháng của mày. Không ai biết sự thật những ngày tháng mày đối xử với tao như thế nào đâu. Thành công, em đã thành công rồi. Em đã thành công rồi. Sau bao nhiêu bất hạnh của em, vậy là em đã thành công. Sau bao nhiêu cái dìm dập của người chồng dã man, em đã thành công.
Sau nhiêu bao nhiêu cái dìm dập của một cái ngôi làng, em cũng đã thành công. Em đã thành công. Từng ngày trôi qua, những nỗi đau không phải nói.